Nhà đất Bảo Hoàng rất vui mừng được gặp lại quý vị, quý anh chị khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng cũng như là trên một sản phẩm mới trong buổi chiều hôm nay đến từ kênh Nhà đất Bảo Hoàng. Vâng, trong buổi chiều hôm nay thì em xin được giới thiệu đến cho cả nhà một căn góc hai mặt tiền trên một trục đường hiện tại đang thi công. Và một trục đường chợ thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Một căn góc hai mặt tiền ngang 10m, sâu 33m. Diện tích tổng là 330m2, thổ cư 100%. Ngang 10, dài 33. Hai hướng chính đó là hướng Tây Bắc và hướng Đông Bắc. Vâng, căn góc hai mặt tiền buổi chiều hôm nay Bảo Hoàng đang chia sẻ đến quý vị, đó là một căn góc có một căn nhà cấp 4 đang kinh doanh, tiệm nguyên vật liệu xây dựng và một phần đất trống ở phía sau làm bãi đường nguyên vật liệu xây dựng. Còn phía sau thì có phần diện tích đất trống đang làm bãi để hàng hóa ở phía sau. Với hai trục đường chính phía trước mặt tiền có chiều ngang lòng đường 5,5m và 6m, hành lang vỉa hè 4m và 6m. Hiện tại thì trục đường phía trước mặt tiền của nhà mình cũng như là trục đường bên hông đang thi công vỉa hè, đang thi công vỉa hè và sắp sửa đổ đá rải nhựa. Một vị trí rất tiềm năng, trục đường chợ. Trục đường này thì lưu thông với đường Thủ Khoa Huân, đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, gần với ngã tư Địa Chất, ngã tư Hòa Lân, cũng như là giao với ngã tư Thủ Khoa Huân với cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Vâng, trục đường này thì chỉ cách chợ khoảng tầm 300-400m. Trường học cấp 1, cấp 2 cũng như là trường cấp 3 thì cũng chỉ cách vị trí nhà mình từ 500m đến 1 cây số. Và hiện tại thì trục đường này đang thi công làm vỉa hè và đổ đá rải nhựa, cũng sắp sửa hoàn thiện trong khoảng tầm 1 tuần thôi. Còn nơi đây thì đang làm như quý vị đang thấy trên màn hình, đường cống dẫn nước và vỉa hè đang được làm lại. Đặc biệt thì hành lang phía trước mặt tiền nhà mình có chiều ngang rất là rộng, ngang 6m. Cốt gạch đá rất là đẹp. Đây, phía trước mặt tiền của căn góc nhà mình thì đang kinh doanh tiệm nguyên vật liệu xây dựng. Vị trí góc rất là đẹp. Quý vị có thể mua hoán đổi công trình làm kinh doanh cà phê hoặc là cho thuê, cho bát hoa xanh, hoặc là thế giới di động thuê, hoặc là làm trung tâm ăn ngữ, hay là làm tiệm spa, tiệm tóc, vân vân. Rất nhiều cái công năng có thể sử dụng được cho một căn góc vị trí đẹp, góc hai mặt tiền. Với mức giá dành cho sản phẩm này là 13.800.000.000 đồng, quý vị sẽ đến gặp trực tiếp chủ nhà, khảo sát và thương lượng trực tiếp chủ nhà trên mức giá là 13.800.000.000 đồng. Mức giá này quý vị sẽ gặp chủ nhà thương lượng. Và trước khi quý vị đến tham quan khảo sát căn nhà này thì vui lòng liên hệ cho Bảo Hoàng qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để Bảo Hoàng có thể đón cũng như là dẫn quý vị quý anh chị khách hàng đến xem nhà trực tiếp và làm việc trực tiếp với chủ nhà. Và video buổi chiều hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Vâng, một căn góc hai mặt tiền Bảo Hoàng vừa chia sẻ với quý vị. Vì vậy nếu quý vị đang có nhu cầu muốn sở hữu một căn góc để đầu tư cho thuê hoặc là đầu tư kinh doanh trực tiếp trên căn góc này, cũng như là những sản phẩm tương tự cùng phân khúc tại thị trường khu vực thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thì hãy gọi cho Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Một lần nữa Bảo Hoàng xin được kính chúc quý vị quý khách hàng luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.